Trời ơi mọi người, bây giờ đến tối chuẩn bị đi tắm nước nóng, hai đứa nó chơi này. Mang cho mỗi đứa một cái khăn, tại vì sợ đây không có, hóa ra đây người ta có này, cái đèn buổi tối người ta làm đẹp chưa. Đùa nhau từ nãy giờ. Nước mắt nước mũi là cũng mấy lần chứ chả ít. Đợi tí nữa cái bồn nước nó đầy rồi mình sẽ vào đấy cho hai đứa vào đi tắm nước nóng. Hai đứa đang tắm nước nóng, thích chưa? Đợi cả tiếng mây mây mấy được mây mây được đủ nước như này này, có mấy cái bồn nhỏ nhỏ nữa. Hai đứa nó thích. Rồi mình đứng đây tí mà lạnh mọi người ơi. Giết chưa? May sao mà mang đi lấy cái chăn nhỏ nhỏ đây này. Đó. Bây giờ hai cái đứa này nó ngồi ở trong nước nóng thì nó sẽ không có bị lạnh, có đường mình ở trên thì lạnh. Làm gì có mang đồ tắm đi đâu. Với lại kiểu nhường cho hai đứa nó chơi ấy, mình người lớn vào nữa thì nó hơi chật. Bây giờ đang là 9 giờ sáng này. Dậy xong rồi ăn cơm các thứ, dọn phòng. Bây giờ chuẩn bị đi. Sóng đánh dập dình là nghe rõ luôn. Chồng mình đang xem thời sự, có tivi không xem nhưng mà xem ở trên điện thoại. Nằm dài ra kìa. Ngắm gió biển. Bây giờ mình đang ở cái khu này này mọi người. Đang trên đường về nhà mẹ chồng mình. Thế là đông cơ nó thấy mấy người kia đang ném đá kìa, nó cũng xuống. Đó, ở đằng kia nó có một cái lối nha mọi người. Ôi, khẩu trang. Xuống cái chỗ này thì nó không có cát mà nó chỉ có đá thôi, cho nên nó cũng đỡ. Hai cái đứa kia nó lại sợ cát. Ôi, nghe tiếng sóng vỗ đã thích rồi. Mình chưa kêu nóng rồi sẵn cả quần nè. Ô cái này là cái gì ta? Rong biển. Ui rong biển này mọi người ơi. Không biết có ăn được không nhỉ? Ờ chưa sao. Ngắm biển thế thôi, giờ mình đi lên mọi người ơi. Hai đứa toàn đi nhặt đá. Ôi thời tiết thích quá. Tính ra là cũng không có xa mấy, thế mà cả năm đi được có mấy lần trời ạ. Bây giờ thấy nóng nóng rồi nhá, mình đã bỏ cái chăn ra. Ông xui để trôi ở bờ và bụi làm gì ta? Thế nào? Có cây tre mà không có măng. Thế nào mà bảo? Đã bắt đầu nhảy gái. Lại vòng xuống nhé.
Chị chứ? Ai bỏ chứ? Tay bỏ chứ? Người ta quay là người ta thì không biết gì luôn. Bỏ tay. Không biết. Không biết gì luôn. Tại sao nó không biết mà. Cần nó ra. Sang đường thôi. Bây giờ là mình đi về nhà mẹ chồng mình mọi người ơi. Bà đang ở nhà bà đợi. Hả? Bé Suri à, 지금 날씨에 여기 살면 진짜. Mình mang ba bùm bùm. Sao lại không được? 이게 그 나무 다 집이었어 아빠. 초등학교 친구들. Bây giờ đang trên đường về nhà mẹ mình này mọi người. Đây là một cái khu làng ngày xưa nhá. Chồng mình bảo ngày xưa nó sầm uất lắm. Bây giờ nhìn này, toàn nhà này trống không ấy. Cái ngôi làng này khá là lâu. Bây giờ có ai người ta ở đâu? Người ta lên sâu này rồi đất đai mà nó cũng rẻ đấy. Cũng chẳng cần ai mua ở cái khu này cơ. Đây này, toàn nhà như này này. Không biết ở bên trong như thế nào nhưng mà bên ngoài trông nó làm sao nhỉ, nó cũ kỹ ạ. Cái khung đường mới xây xong. Đây rồi, yên tâm đi rồi. Cái chỗ này là người ta trồng nhân sâm đó mọi người, đen đen kìa. Chúng ta là khung đường mới xây xong, gặp lên. Yak 7m. Anh nhá. Trong bàn nhà quá sốc. Tại vì quá rồi. Mẹ mình đang nằm ở trong ngôi nhà. Úi giời, mấy cây rau mẹ mình trồng đã lên như này mọi người. Thời tiết nắng ấm nó lên. Xích xay xe. Chơi bố xe à? Ô mày có cúc ở nhé. Không kìa, cúc ở nhé. Ôi giời, ra mùi mẹ mình trồng đây mọi người ơi. Có nó có nó. Nè. Nè, năm ngoái có hạt này. Thế là mẹ mình để lại, thấy mình ăn được cho nên năm nay bà lại trồng. Giời ơi, cảm động chưa? Ăn nó cho tôi nhìn tao thôi đó. Để mình nó mầm hầm này cứ nó cho kì. Để cái bữa đi mừng nhá. Trôi cứ nhăng lá miên ông bố rồi à? Mẹ ngồi ăn kiểu gì mình bảo con cứ cho vào bánh mì hoặc là mì tôm cũng ăn được. Mình thích ăn là muối nữa. Cái giống này là của Việt Nam mình, nó thơm. Đấy, mẹ chồng tâm lý chưa, thấy mình ăn được là bà nhớ, bà lấy giống xong rồi. Nghe cái đồ mà chắc ta, cho nên bị tập phục cái này. Nghe, ăn cho chua mán đi nằm một cô. Bà bảo tuần sau bà lại làm thêm cái chiếc. Bình dương bỏ đi thật thật thế. Được một nắm. Ê, chiếc cổ sao? Ông mà nhóm tôi đi rồi chứ, ông mà. Ờ. Ông bơi đi mà. À, bơi chứ mà. Ông bơi nào mà. 이거 저 반전 통과 아빠 반전. 아이고 어쩌는데 나 통 짜증나. 나 뭐 ngày lễ bố mẹ biết mà. 그러면 이게 무엇인지 아냐? Nè, em gái gọi điện lên, cô của Minh Chú ấy gọi điện lên mà hôm nào mẹ có đi bệnh viện ấy thì tạt qua quán cà phê coi xong con biếu tiền. Ngày lễ bố mẹ mà cũng không có về thăm bà gì cả. Chồng mình không đọc cầu nhau ấy. Cầu nhau bảo nó sống ở gần đây mà nó không về thăm mẹ bao giờ. Cô gái đi chụp shop, bố lưu đi tàm bố lưu. Nè. Giờ oh, bố yêu mắt. Cô tự thức ý số. Cô tự thức ý số. Cô tự ở thành phố người ta cho những cái đồ. Không con à? Mẹ mình đang gọi cho kim chi mọi người ơi. Cái này bố gọi bà. Bán năm mình 가져가고 또 여기 흰어는 있은 게 갖다 먹고 먹어봐. 아, 네. 이거 먹어봐. 먹어봐. 왕수 부모 뭐라고 한 게? 응, 먹어봐. 서. 내가 안 들어가 놓고 봐줘. 깨 너무 떠요. 어? 아니요. 훈수도 가져갔어. 맛있어요. 어, 그러면 저는 큰 거 갖고 갈래? 아니, 작은 거야. 먹고 또 갖다 먹어. 네. 내가 안 꾸짖거린 게. 너무 떠요. 짐을 막 먹어. 이거 맛있어. 야간 오고 희석은가 봐, 먹어봐. 네. 지거리를. 큰 수도 왜 이렇게 꼬슴냐고더라. 아, 그래요? 알겠어요. 정이 남았다 않고.
이놈 내가 먹으려고 해놓고 이게 맹청 여로 하나? 이놈 금방 생겼지? 이거 거시기요. 네. 이거 사왔단 게 6,000m 상자장 겁나. 내가 넣은 매운 뭐예요? 김치. 응. 먹어봐 이것도. 근데 그놈도 질거리 누구 주저앉고 또 한 번 담으려고. 네. 넣은 김치. 너는 커만한 가위를 썰어서 먹어. 네. 이런 거 없으면 반찬이 없어. 맨들어도 밥이 안 넘어가. 맞나지? 근데 막 뭐라고 말하는 게 그냥. 나는? 어, 그거 그렇게 됐냐? 아, 어. 이게 너무 진치요. 저 내려다 가져가. 이게는 이날 김치. 너도 저일 거야? 어. 이렇게? 저거 있어야겠? 어. 나 이제 여기다 담아놓고 먹으려고. 네. 그럼 이거 상대 좋네. 이거 맛있어? 네. 만든 쪽은 이제 다 땄어요? 어? 형 오늘도 땄어. 저 생로 갖고 가서 고창에 찍어 먹고 오는데 그거 따기도 허락해서 세 번 땄어. 그래요? 아이고. 그것을 끊어내야 아래를 깔아요. 이게 만난 거 팔네. 방금 먹어봐요. 오! 새 왔어요. 새 집에. 뭐 들어와? 새요. 방으로 들었어? 네. 오! 민지야 새 왔어! 제비 들었다. 민지야! 빨리 와! 오! 나가버렸다. 김치도 매운말한테 김치 순수야는 조금 혀끈이 담았어도 그냥 만나다고 전화 왔잖아. 네. 엄마 그거 맥베지 안테는 차가 찌개 맨이가 올 때는 네. 12시 반에 왔다가 밥도 안 먹고 그냥 전화로 왔어. 맛있어요? 갈 때는 맛있지? 네. 어. 나 그 돈만 네. 더 뭐 주면 다 좋아요. 네. 근데 이거는 그냥 좋았다. 나 오늘 미쳤어. 맥박수 안 내가 막이 천안 섬도 아이고. 더 안 되는 소한다. 그냥 좀 행복을 위해 지금 이거 좀 안다. 이거 따줘야 마늘이 잘 마늘이 커. 세 번 찼다. 이제 한 번 더 따놔. 이거 엄청 많이 나는 거예요. 아, 꽤 가는 거 같아요. đây cái ngồng tỏi này mình phải ngắt cái này ra thì cái tỏi nó mới lớn, nó mới to được, cho nên là rim lên mắm ăn ngon lắm. Dạo này là mẹ mình mỗi lần lên dãy là bao giờ cũng phải đi xe máy này lên đấy mọi người ơi. Hành tây mấy luống, trời ơi, về đây nghe tiếng chim hót nhiều ghê á. Đất lành chim đậu có khác. Vẫn còn nhỏ quá, chưa có ăn được. Tầm khoảng nửa tháng nữa là to. Ra cái chỗ này cứ hơi cái mùi mắm mọi người. Mẹ mình làm mắm, mắm cá đó. Úi dồi, nó sao mà nắm chim thế nhỉ. Đây, rau. Ui, cái rau này mà có thịt cuộn thì quá ngon. Cải bó xôi này mọi người. Không ăn hết, bây giờ mẹ mình để già để lấy giống. Tha hồ nhiều, sang năm lại trồng tiếp. Còn cái rau này á, thì ở bên Hàn là người ta sẽ cho vào lô canh nha mọi người. Nhìn nó, cái lá của nó y như là cái rau má nhỉ. Rất là giống cái rau má luôn, nhưng mà không phải rau má nhá. Để nấu canh tương ấy, cho đậu tương vào xong mình nấu. Thấy bảo tốt cho sức khỏe lắm, nhưng mà nhà mình cũng ít ăn lắm. Bây giờ mình đi ra cái ngõ này xem cái vườn tỏi của mẹ mình nè mọi người ơi. Đấy, úi dồi, ở ngay đường này. Cái bác hàng xóm bác ấy trồng hoa đẹp chưa. Còn đây là cái ngôi nhà mà mình bảo là trông đẹp nhất trong cái làng này này. Cái bác này mẹ mình bảo bác ấy cũng tội nghiệp lắm. Cả đời vất vả đến năm 73 tuổi con trai mới xây cho cái nhà. Chứ trước này là ở trong một cái ngõ, một cái lều mà là nhà đấy. Thế nhưng mà cái nhà này đứng tên của con. Sau này là ví dụ bác ấy có mất đi ấy, thì là con gọi là hưởng. Trồng cuối tuần nó cũng hay bé lắm. Đẹp chưa? Hoa các thứ mùa xuân nó nở rất là nhiều. Đẹp nhỉ. Cái vị trí nhà cũng đẹp luôn cơ. Đây này, mùa xuân nó có vàng chóe, đến mùa hè thì mùa xuân này hoa nó nở như này. Đấy, ôi dồi, sao mình thích cái hoa này đấy không biết. Nhìn nó nhỏ nhỏ này dễ thương. Cái màu nó cũng đẹp cơ.
Giờ này là tầm 12 giờ trưa, chắc là bác ấy lên dãy rồi. Có mỗi mình mà làm nhiều lắm, làm nhiều hơn mẹ mình nhiều. Với lại bác ấy bán chứ không phải là để ăn, tại vì con cháu ở xa này, thỉnh thoảng mới về. Ăn không hết. Bốn xung quanh yên ắng chưa? Tại vì đang ở buổi trưa mà. Ở đằng kia có cái vườn nho kìa. Nhìn đến vườn nho lại nhớ trước đây nhà mình làm nho, cái thời gian làm nho mỗi tuần, mỗi lần về là cũng hộ đây. Nho này là nho đen, ăn không ngon. Mình không thích ăn cái nho đen. Còn ra đằng kia thì sẽ là cái vườn tỏi của mẹ mình. Lâu lắm rồi mình mới ra đây mọi người ơi. Tỏi là tầm tháng 6 hoặc là tháng 7 là mình được thu hoạch nhá. Đỗ mẹ mình trồng. Còn đây là hành ba rô, nó đang rất là già luôn. Có cả hoa này, cái này thì ở bên trong nó sẽ có hạt nha mọi người. Mẹ mình lấy giống xong rồi sang năm lại trồng tiếp chứ không có phải đi mua giống mấy. Còn cái khu này không biết mẹ mình trồng cái gì, phủ lên này. Cả tím đủ các loại luôn. Đi qua cái luống này thì có đỗ này, cái này khoai tây. Hai luống khoai tây dài chưa này mọi người ơi. Cây to nhỉ. Ôi dồi ôi. Đây này. Giữa cái luống khoai tây nó còn một cái rãnh. Mẹ mình lại tiếc lại trồng rau vào đây. Lại thao ăn. Năm ngoái mình cũng ra đây với khoai tây cùng với mẹ mình ấy, hai mẹ con. Đằng kia có rau cải vàng đẹp chưa? Ở bên Hàn bây giờ đến những cái nơi nổi tiếng là mình ngắm hoa cải đẹp lắm. Nhưng mà cái khu nhà mình thì đi đâu cũng xa cho nên chưa ngắm được lần nào hết. Đây, cải đẹp chưa? Còn phía sau này thì nguyên một khoảng đất trống. Không biết là mẹ mình chắc là trồng đỗ ở đây thôi chứ không có trồng nhiều mấy. Ăn không hết mọi người ơi. Bà có mấy cái kẹo bà Minchu lấy rồi, nó đang chọn kẹo của bà. Mình về mọi người ơi. Gần 2 giờ rồi, chồng mình ngủ được một giấc. Bây giờ là về để cho mẹ mình đi ra đồng, ra chỗ trung tâm người già đó. Mấy bác ấy gọi. Hôm nào mà không đến hoặc đến muộn tí là mấy bác ấy gọi xong bảo là có cái đồ ăn gì không mang đến ấy. Toàn cái kim chi rau này xong hoa quả các thứ chia nhau ăn. Cũng vui nhỉ, đỡ buồn chứ mỗi mình ở nhà cũng chán. Đi ra chưa đi? Nhìn chưa ra mà hắn là đợi ăn là chưa? Bãi cô đang yêu video này. Ôi giời, ra ôm bà. Ở đông gương cao gần bằng bà rồi đó. Minh Chu thì tâm hồn thì đang tập trung với con mèo kia. Đằng kia có mấy bạn nhỏ đang tập xe đạp. Này. À đi đó. Ông mang từ đó ra đây. Ồ, sẽ chơi cả. Đấy, sẽ chơi cả. Đi luôn. Đi. Ừ, mấy đứa trẻ con ở trong xóm.